Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugi đây, và chào mọi người quay trở lại với cái story mà Bisugi chơi liên thoại này nam ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng gửi tất cả anh em cái meta hiện tại đang rất là hot là Chitina đi mid và lên full chiến mạng nha. Và cùng với các bạn mưa kiếm này sẽ biến Chitina này thành một cái vị tướng mà carry cực kỳ lực. Và nếu như anh em chơi đủ hay thì có thể carry team của mình để đi đến chiến thắng một cách rất là dễ dàng nha. Và con Chitina này nếu như mà anh em lên đúng đồ và chỉ cần xanh một tí lúc đầu game thôi thì nó sẽ biến con Chitina này thành một con Chitina sát thủ luôn nha anh em ơi. Thấy không? Cứ bay lên bắn thôi là sẽ sắp mặt tên bạn liền. Ây da, hụt con siêu xe rồi đấy mới. Nhưng mà không sao. Con này đi mid thật sự là cực kỳ gây áp lực đối với những con nào mà đi mid pháp sư nè, hoặc là đi mid mà tay ngắn á, mà tay dài thì cũng không có thể nào mà đi lại con Chitina này hết anh em ơi. Con này sinh ra là để đè lên với lại là để thắng lên luôn á. Bắn rất là lực. Chỉ cần em farm đủ đồ thôi hoặc là đè đường được chút, kêu rừng ra găng được chút là em sẽ thắng lên, là thắng game luôn, rất là dễ. Thì cái bảng ngọc này thì mình sẽ để dưới phòng bình luận nha. Anh em nào muốn xem thì có thể bấm vào phòng bình luận ở phía dưới xem nha anh em ơi. Xuống bot găng ở đây nè. Bóc găng cái em ơi. Ui nãy thấy gì hình hai búp mà xuống cái mất hai búp luôn anh em à. Đúng rồi đánh đi. Nhưng mà tôi xuống nè, nhảy cái nè, ấy dạ không slow được anh em à, mà làm sao có mạng luôn đó. Ok gravet luôn, chơi luôn. Ui cái kinh nữa, thôi lùi. Ơ cái listing mình xuống anh em ơi. Gì đó. Ui mù mắt. Ây da. Ui đủ anh em à. Chết luôn. Nice. 4 mạng liên tục. Chứ con Chitina này thực sự là lúc đầu game như này là quá xanh luôn đó. Chẳng này. Ủa tôi nhiều con xe cho ổng mà ổng bắn hụt luôn à. Chịu đấy. Thì cái món đầu tiên mà em lên cho con Chitina này á, đó chính là con lột, đó chính là cái cung phong linh nha. Là một cái món mà giúp cho những con xạ thủ nào mà muốn sốc đam, hoặc là muốn tiếp cận, hoặc là muốn chạy trốn hay là làm gì á, thì đều được hết á. Và cái cung phong linh này á, nó giúp cho Chitina có thêm được một lượng tốc độ bắn khá là dồi dào, với lại là một cái lượng đam á anh em ơi, rất là cao. Và cái điều quan trọng nhất á, là nó có chí mạng nha. Đó. Tại vì cái build đồ này nó sẽ ưu tiên cái việc mà Chitina lên được full đam với lại là chí mạng, sốc đam với cái mưa kiếm này. Đó mới cái điều quan trọng nhất. Sốc đam một phát xong rồi bay vào sốc đam xong rồi bay ra nè mà. Nó sẽ biến con Chitina này thành một cái con sát thủ thật sự. Cầm AD đi mid thì anh em cần phải có một cái kỹ năng gọi là nhất định nha, chứ không phải là muốn cầm là cầm được đâu nha anh em ơi. Cướp rồng hay nè, tôi xuống tôi hỗ trợ liền cho. Mình đang khá là ao đồ á, nên mình mạnh lắm anh em, quất luôn à. Hình như là hơi ảo tưởng rồi. Hơi ảo tưởng rồi anh em ơi. Cái xe không vào giúp luôn anh em ơi. Thôi chạy chạy Lee Sin ơi. Chạy. Hai. Cứu nè. Ây da, à, tóc biến anh em ơi. Chết rồi. Ui cái xe không vào giúp luôn mà. Chán chưa. Ok hôm sau anh em à. Thằng nào ăn mày sắp đeo rồi. À Leona sách đao đấy mà. Không sao nha. Tưởng ngay ăn mạng sách đao chứ Leona này sách đao thì nó cũng không có quan trọng cho lắm đâu. Tí nữa mình sợ là sợ mỗi thằng Talon kìa. Talon nó khá là xanh với lại là nó bắt được mình đó. Một phát là mình đi luôn là có thể đó. Ây da. Lại tiếp tục bắt xe anh em ơi. Quốc luôn nha. Ok. Nhảy hai lần nha anh em. Ăn cái nè. Nó bắn trụ nó giết chết cả ma pha, nó giết chết cả thằng Kai'Sa luôn kìa anh em ơi. Thằng Kennen này nó di chuyển trước mình. Lee Sin ơi, xuống đây bạn ơi. Mình tôi sẽ quất được đây. Ê, ăn được nha. Sóc đang chết đường này nè. Rồi nổi chết rồi đó. Một mạng nè. Su Tele hơi trễ. Su Tele tính ra là hơi trễ. Even though
À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình sắp đam được nha anh em. Ok. Con này nếu như mà anh em đủ mạnh và đủ đồ thì mình nói rồi mà, biến thành sát thủ thiệt luôn á. Thôi về nha, như xui luôn tí với bạn. Ê, Đà Lon nè. Có mắt anh em à. À, Shiba. Ây da. Ui, nó có mắt trong bụi. Cây chưa. Trả thù. Hay, 1-1. Ok anh em ơi, sau những cái pha đi găng và đổi mạng liên tục như vậy á, thì cũng có lợi và cũng có hại anh em à. Thứ nhất là nó cho mình một cái lượng tiền khá là lớn, nên mình đã lên được cái cung phong linh với lại là cả cái giày cuồng nộ luôn nè, giày xịn luôn á nha. Nhưng mà bù lại được cái á là mình chỉ số farm khá là tệ, tại vì nãy giờ mình chết liên tục với lại là đi găng liên tục anh em ơi. Bỏ lên khá là nhiều. Thằng Kennen nó y hệt như mình á. Tại vì mình di chuyển thì nó cũng phải di chuyển, mà nó di chuyển á thì mình cũng bắt buộc phải di chuyển. Ai da, cái thằng này như nào? Như nào? Ôi. Tưởng đem mình yếu hay sao anh em ơi. Khi mà anh em lên được cái cung phong linh này á thì cái lượng đam của anh em mà sốc vào một mục tiêu á khá là cao quá. Rồi quất nè. Mình nói rồi mà, team nó là mình chỉ sợ mỗi cái thằng Tà Lon rồi thôi chứ không sợ thằng nào nữa. Vô đi Ly ơi. Hãy. Ly ơi. Hay quá. Ông Ly ông đợi tôi bay vào sao ông ơi. Thế mình thề với nên là mình bay vào một phát thôi á là cái đầu của mình nó không còn nằm trên cái người của mình nữa luôn á anh em à. Tà Lon nó gặt mình mà như gặt lúa như thế này mà ông Ly Sinh còn trền bay vào nữa thì chịu thế nào, như thế nào nổi. Đây tôi xuống nè. Con này được cái là cơ động lắm. Đây 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 đây. Giữ vị trí anh em ơi. Không có rồi để sóc đam. Thôi lui đi, lui đi. Mà pha hồng ké máu đi chứ. Không có rừng. Ok. Và tự nhiên Tà Lon đi mid lại, còn Kennen xuống lên top lại ta. Mình đi với Kennen mình còn thể diều mình ăn nó được, chứ gặm Tà Lon này nó chưa cục xúc quá. Ok, lần này thì không một xe nha. Bót lại chết rồi. Tính đi găng mà hàng món di chuyển lên nó găng mình lại cũng hơi mệt đó. Ok, sau khi đã lên được cái món mà cung phong linh là thứ nhất á, thì cái món thứ hai mình sẽ lên đó chính là cái gì ta, món đó mình quên tên luôn rồi đó. Bây giờ nhẹ bật cái tên lên cho anh em xem. Nhưng mà Tà Lon này chết cho mình đó anh em ơi. Hơi ngáo mày, hơi ngáo mày. Ok, về nhà thôi anh em ơi. Ô, nhưng mà mình sao mình giúp được. Thôi đẩy nó cái đợt quá này đi. Về nhà lên được món đồ lớn luôn. Ây da. Đây nó cứ bị thiếu một chút quá. Cay ghê. Cover tôi nè. Sợn Gravit nó ra thôi. Cover tôi nha Ly ơi. Tà Lon vẫn chưa hồi sinh anh em à. Đây nè, tôi biết ngay Gravit nó ra mà. Sóc đam được rồi, sóc đam được rồi nha. Sau hai lần ra găng mà bị mình giết chết thì Gravit giờ hơi sợ mình tí. Giờ Tà Lon u ông Ly Sinh núp gì thì tôi thấy mẹ rồi. Thôi 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 thôi, tôi về tôi về tôi về. Nếu như mà nó bay về tôi thì ông Ly Sinh không giúp. Nè tôi dụ luôn ấy nha, tôi dụ luôn ấy nha. Thôi được rồi. Hãy. Hãy. À, Gravit, Gravit, Gravit. Không được, không được, không được. Mình chưa thấy thằng Zin nữa nè mà. Vì cái thằng Leona di chuyển lên đây thì có thể là thằng Zin nó đi theo ở dưới bot rồi. Thôi về nhà mua đồ cái. Cái món lớn thứ hai là cái món này nè, mình quên tên rồi. Đâu rồi? Đây rồi, Phong Thần Kiếm. Tại vì cái món này thật sự là rất là kén cái những vị tướng này mà lên được á. Mà tính đẩy nó ra xong rồi mình giết nó anh em ơi. Mình sợ nó không đủ đam á. Hồi nãy tính là bắn rồi cái thằng Leona luôn, đẩy ra để cứu Ly Sinh á, nhưng mà sợ bắn cái đó thì không đủ đam.
làm 1-0 luôn á thì lỗ, nên thôi ông Lee Sin đi mà mình ăn được mạng sách đao ông Tài Loan cũng được. Ok, hiện tại là mình đang sở hữu là 55% tỷ lệ chí mạng nè, cung phong linh nè, phong thần kiếm nè, với lại là một cái áo tròn tím ăn cái chủ nha. Khi mà ăn được chủ mít này rồi thì cái khoảng trống của mình nó sẽ khá là nhiều để mình đi ra mấy em ơi. Lên giúp ông Yasuo cái nè. Yasuo câu giờ tí rồi bạn ơi, đừng có tự tử nha. Đúng rồi câu giờ vậy là chuẩn rồi đó, chuẩn rồi đó. Rồi tôi tới luôn nè. Ok, một công việc rất là dễ dàng. Khi mà anh em xanh thì công chức tên này anh em bay vào không cần suy nghĩ, anh em stop đam xong mà bay ra thì rất là nhanh luôn. Ok, cái phần thần kiếm này mình sẽ nhắc lại nha, là nó cũng rất là kén người lên đó, nên lâu rồi mình cũng chưa lên nên mình cũng không có nhớ rõ tên nó nè, mà nhiều khi quên tên á. Rồi tóc biến nữa, khổ quá anh em ơi, rừng mình mà không được farm luôn, tự nhiên ở đâu ra chiếc tên này cây chua, rừng mình mà không được farm luôn. Ok. Khổ quá mà. Bọc cái đầu này anh em ơi. À còn farm là xong rồi. Ok, easy. Tại lon ở dưới boss rồi nên cũng không có là sợ bị móc lớp nữa rồi, cứ farm thoải mái thôi. Cái phong thần kiếm này là giờ chỉ có, mình nghĩ là chỉ có mỗi cái meta này của chiếc tinh này nó lên là hợp lý rồi. Chứ còn mấy con AD khác mà lên cái này thì thứ nhất là nó khá là phí đồ, với lại là nó không có hợp lý lắm ở trong cái meta hiện tại nha. Tại vì chiếc tinh này nó còn cái nội tại của cái phong thần kiếm này nè nên nó mới lên thôi, chứ mấy con AD khác thì không cần cho lắm nha anh em. Nên chưa lên lâu rồi mình cũng quên tên mất. Ok, ba món gọi là chống phá cho chiếc tinh này, meta đi mid ở mùa 11 này nha. Anh em muốn chơi thì cứ lên đúng ba món này là nó sẽ rất là gọi là ác luôn á, đem nhiều kinh khủng. Mặc dù là chỉ có 60% chí mạng thôi, nhưng mà với cái băng ngọc mình mang nè, với cái bộ chiêu thức của chiếc tinh này nó đang có nè, thì anh em đừng hỏi vì sao mà nó biến thành sát thủ thật sự. Ok, rồng lửa sắp hồi nha. Giờ mình nếu mà solo một bộ vân tà lon thì mình không sợ nữa rồi anh em ơi, mình khá là ao đồ nó rồi. Lúc đầu game thì nó sốc đam được, chứ bây giờ nó bay vào là coi chừng nó luôn á, coi chừng nó luôn á. Ây da, cướp một rết trước mặt ngay rừng bạn luôn nè. Úi xời. Xin nha. Chú e sốc đam kinh nọt. À, rộng ơi, Lee Sin ơi, Lee Sin đi đâu nha, xuống đây gấp coi. Cậu giờ trần Lee Sin xuống đã anh em ơi. Mà phải có anh tiêu nè, hốt đẹp một tí là Hốt luôn. Nè dạ. Từ anh em ơi, cái thằng này là phải chạy thôi. Mình tính bay qua mình quất luôn á, mà nhìn cái lượng máu mình thì chắc nó một bắn mình đi luôn rồi. Lee Sin ghê vậy, ghê. Nó kìa. Gì bạn trẻ? Sao đây? Bạn như nào? Bạn muốn như nào? Lúc đầu thì con này nó hơi khổ một tí, tại vì nó chưa mạnh đó anh em à. Nên nhiều khi cái lượng đam của mình sốc nó vẫn chưa đủ á. Nhưng mà khi anh em đã có một cái lượng độ nhất định thì con này nó cực khỏe luôn, cực kỳ khỏe luôn nha. Lúc đầu chết hơi nhiều mạng tí thôi, cái này gọi là hy sinh đời bố mà củng cố đời con đó anh em à. Ok nè. Thôi. Thôi, về. Được rồi. Farm nốt xong về thôi. Đánh nữa hả? Mình đầy máu nè anh em ơi, quất được thì quất nha. Mình đầy máu, mình có cung phong linh luôn nè. Vào đây cứ mang đây.
Đứng biến về mắt nó luôn nè anh em. Có Malphite với Jesus cover combo như thế này thì ai sợ nữa. Malphite có anh tiêu nè. Không có blue à. À hello. Hello. Rừng bạn cứ như rừng mình. Rừng bạn cứ như rừng mình anh em à. Cảm ơn viện blue nha. Đây qua liền qua liền qua liền qua liền. Tới liền các bạn ơi. Osake luôn. Quá mạnh luôn á, thiệt. Rồi, về nhà mua đồ nha. Cái này là đủ món đồ lớn luôn nè. Cứ chí mạng mà vẽ nha, nó bơi. Cứ chí mạng mà vẽ thôi. Còn nhiều khi mà team bạn có sốc đam ghê hoặc là khống chế quá nhiều á, thì nó tùy theo tình huống mà em lên đồ nha. Có thể là em thay bằng món đồ nào đó, bằng một cái khăn giải thuật hoặc là giáp thiên thần, hoặc là anh em lên cái món nhỏ nhỏ như là cái đồng hồ cát đó anh em à. Đồng hồ cát nhỏ nha. Đó, để anh em tự cover bản thân mình. Còn cái trận này thì không thể nào mà thằng nào nó bắt được mình nữa. Chỉ có món Talon thôi, nhưng mà Talon bây giờ nó cũng out đồ mình quá rồi. Mình cũng không có sợ nó nữa. Nên mình lên full đam bắn luôn nha anh em. Bắn, bắn, bắn. Ok luôn nè. Tới 1% tỷ lệ chí mạng rồi. Ok. Ê, ê, ê. Anh top đây, anh top đây. Tính bắt Gravit mà có tài lo nó cover thì cũng hơi sợ. Còn này thì đi hai thằng rồi đó, đi hai thằng luôn đó. Anh em thấy mình bắn không? Anh em thấy mình bắn không? Wow. Kinh khủng thiệt. Xin cái chỗ đây. Ok. Một cái bát đằng sau lưng nữa hả? Không cần mình luôn mà. Thôi ăn cái chỗ này thôi em ơi, ăn cái chỗ này thôi. Ây da. Hơi tham anh em à. Hơi tham mấy chuộng tí. Rồi full đồ luôn nha anh em ơi. Mình lên cái đao thủy ngân nha. Tại vì team bạn khống chế nhiều quá. Nó mà dùng mình một phát đó là mình đi luôn á nha. Lên cho chắc ăn. Ôi kinh chưa. Tại vì cái đao thủy ngân này nó cũng có chí mạng mà. Nên mình lên một phát là có 100% tỷ lệ chí mạng luôn. Giờ đồ mình như này thì thật sự là bắn này cũng thốn á. Come here. Ở mid luôn đây em ơi. Endgame đi, endgame đi. Full đồ rồi. Cái combo Jesus, Malphite, Lee Sin như này với con chiếc Tena full đồ như này mà sợ bố con nào nữa. Hả? Sau lưng nè. Một trái nè. Ok. Còn tí máu cả. Hai trái nè. Ê. Ok. Giúp mình cái. Cho tôi, cho tôi, cho tôi. Come on. Nice. Nhảy liên tục mình như cái máy luôn mà anh em. Pentakill. Mạnh kinh khủng luôn, 29 sát. Tiếc rằng là không đủ 30 sát cho nó tròn nó đẹp. Ok và giữ tất cả nha, tạm biệt em. Hẹn lần sau nha. Hãy chắc là nhớ like và stay một nha. Bye bye.